đậu trắng nha mọi người. Được, con cọng bông trên đầu nữa đó mọi người, cọng bông gần cái má trên đó đó, đó cọng bông kìa.
bò mái chuyền đây nè mọi người, thấy ghê không? Nói anh em. Nhiều anh em cứ nghĩ là mái chuyền là sẽ không trống được ha. Giờ mọi người xem con này nó cứ trống mọi người ha. Mình đã kẹp vô con trống nó ra. Này có thể là vừa hót vừa chơi cả ngày.
anh em nào thích con này thì alo cho mình, số thoại mình 0929 887 346 thì mình bao bảo hành tặng lỗi tất cả luôn nha mọi người. Chơi thì mình bao ok, ngon lành đàng hoàng, chim giống như vậy luôn, không đúng mình cứ trả lại cho mình. Còn máy bò tôm này thì nó anh em có thể giờ là ghép sản đi luôn, không cần phải là làm bất cứ thứ gì hết, chỉ có trống nữa là thả là vào ok liền. Cũng có thể là nuôi ở ngoài để kích trống vẫn được mọi người.